Chào tất cả mọi người, chào đầu năm, chào anh Cầm bên đó. Rồi. Anh đi ra hôm mùng anh về lại bên Minnesota mùng 6 thì hôm thứ 6 vừa rồi, thứ mấy hôm nay là mùng 10. Thì thứ 6 vừa rồi là mùng 8, mùng 9, mùng 7, mùng 8 rồi đó, ông anh Đức đồ bạc qua để đi chơi. À thì thứ 7 mình đi chơi và anh được ngày. Đấy là mình đi hết một tour vậy. Đi mình lên bỏ lên cái Facebook cái Facebook của mình bảo là hai anh em đi mua xe. Mà đi cái đâu có mua mẹ gì đâu, đâu có là, có gì đâu mua, thì đi cái chợ vòng vòng hồi cái tới cái vụ Vũ Hoàng Lên phố Cô Sa thì mình nói toàn là xe không. Ok, thấy nó cũng buồn cười. Thì đó là cái buổi thứ bảy, hôm cái tối tôi đi làm về, à tối tôi đi về. Chú, anh, từ trên mà Santa Ana mà về với tôi đó là ok, mình ngừng đây, anh hỏi với mình không có cái gì chuyện vui cho nó không? Có, bên Nam thì lạnh thôi chứ bên này thì không có cái gì gọi là vui cả, nhưng mà có cái điều hôm đó thì em có coi cái live đó, có cái live mà của Vũ Hoàng Lân thì wow, vậy đó. Coi cái live thì vô tình thôi coi thôi thì em thấy anh Đức Rào Bạc đã nói những cái điều mà theo tôi nghĩ á, theo tôi nghĩ thì anh có vẻ giống như là giống như kiểu nói sớm quá, hoặc là nói một cách giống như kiểu như là mình phải nói một cái câu như vậy. Tất nhiên là cái xe VinFast của Việt Nam mình đó là nó xuất hiện ở nước Mỹ đây lần đầu tiên và chưa từ xưa tới giờ chưa đầu tiên. Thì cái chuyện đó là còn anh Đức Đào Bạc là anh lấy cái kinh nghiệm mua xe, cái kinh nghiệm mua xe, cái hai cái đó là tàn ác biệt. Thì bởi thường thường những cái người mà lãnh đạo hoặc là những người mà đã đem chuông đến xin người thì chắc chắn là họ không có vừa gì đâu, không có vừa gì đâu. Hiểu rồi. Có nghĩa là họ có những cái sách lược và họ có những cái cái mà cụ thể họ làm, chứ không phải đem chuông đi đánh xí người mà chuyện tào lao được như vậy. Nhưng mà anh, cái chuyện đó chuyện cá nhân mỗi người, anh có quyền suy nghĩ như thế nào đó. Mình không nói, nhưng mà mình chỉ nói hiểu. Anh nói là hơi sớm, có nghĩa là đúng. Anh hơi sớm và anh nói chi sớm, anh hơi sớm quá, mà anh có nghĩa là anh có vẻ là có tính cách là chê bai. Thì cái chuyện đó mình cũng cần phải quan tâm. Người Mỹ anh, thì để mình nói nghe, anh nói cái chuyện mà anh nói hơi sớm thì điều đó là điều rất đúng anh. Đúng rồi. Thật là thiệt là điều rất đúng, tại vì vậy nè, tại vì mình á thì mình đi cái đấy là mình đã chăm cái xe VinFast từ hồi là mình mới nghe. Từ cái hồi đó đó là khi mình về Việt Nam á, hồi tháng 4 mà hồi Tết năm 2020 á, thì là mình đã thấy được là mặt trước đó là tháng 4 năm 2019 đây. Tháng 4 năm 2019 ở Việt Nam. Thì anh Nguyễn Quang Chánh anh dẫn tôi đi chơi ở trong cái tòa VinFast rồi đó. Thì tôi mới nói anh, mà lúc đó VinFast họ làm nó nhiều, họ bán nhiều xe lắm rồi. Thì tôi mới nói là anh ơi, tôi không biết, chứ còn nếu mà VinFast mà có qua bên Mỹ đó, thì tôi cố gắng là tôi sẽ là người đầu tiên tôi mua cái xe này. Tôi chỉ biết tôi mua, thì mình có nói vậy, tôi cũng chỉ biết tôi mua cái xe gì mà tôi cũng chẳng hiểu nó gì cả. Thì khi mà tôi nghe anh nói cái chữ mà nó sớm, anh nói mà ông Đức Đồ Bạc mà ông nói sớm, thì anh nói thật sớm thật. Là tại vì thứ anh là đến giờ này này, cũng chưa có ai sờ được vào cái xe đó như làm sao, chẳng có ai thấy cái gì trong đó cả. Mình chỉ nhìn vậy rồi mỗi người mình nói một câu thôi. Thì đó là câu chuyện của VinFast. Thì riêng với tôi thôi. Thì đấy là khi mà anh nói, khi mà mình nghe anh nói về chữ anh Đức, mà anh Đức rồi và ngay cả tôi nữa, và rất nhiều người với nó đó, mình nói như vậy đó. Thì như vậy là, thì anh nói chữ sớm thì tôi biết là sớm là như vậy đó. Sớm là có nghĩa là chưa có ai sờ được nó, chưa có ai ngửi cái mùi nó là cái mùi gì, cũng chưa có ai mà lái được chưa có ai được ngồi trên đó. Nói một cách nôm na như vậy nè, đừng dạy kẻ giàu làm ra tiền, hoặc là nhớ cái vụ đó thì tôi mới nói cho anh nghe cái điều này. Tôi nhớ về iPhone, anh nhớ cái iPhone không? Nhớ cái iPhone thì bắt đầu từ cái iPhone 7 tới cái iPhone 8 tới cái iPhone đặc biệt ngộ cái này về nó iPhone 8 nó nhảy lên cái iPhone 10, nhưng mà không bao giờ nó có cái iPhone 9. Vậy đó hả? Nó đâu có iPhone 9 được. Không biết, mình chịu. Ông nói chuyện đó mình cũng... cái chuyện đó cũng bỏ qua bên đi. Wow. Nhưng mà tôi nói cho anh nghe là cái iPhone 8
nó ra một cái iPhone gì đó, iPhone 10 gì đó. iPhone 10 rồi iPhone XXR cái gì mấy vậy. Nó vừa ra iPhone 8 chứ iPhone 8. Thì nó ra vừa xong nó diệt liền anh. Nó ra vừa vừa diệt xong, sao? Nó diệt có nghĩa là nó ra cho thị trường, nó ra thị trường xong đàng hoàng, nhưng mà nó diệt cái đó là để chi, nó làm giống như cái bước đệm để nó bán cái iPhone 11. Có nghĩa là nó làm tăng giá trị sản phẩm. Tăng giá trị sản phẩm của, có nghĩa là cái chiến lược của cái thằng iPhone nó là vậy. Thì cái chuyện đó là cái người mà lãnh đạo một cái doanh nghiệp lớn cỡ như ông Phạm Nhật Vượng thì chắc chắn là không ngu mà họ làm những điều đó. Thì tôi hài hước cho đi xíu, có nghĩa là vậy, bây giờ chỉ là vậy thôi. Ưu tiên cho những người đăng ký đợt, đăng ký những người đăng ký những người đợt đầu nha. Khi xong mà đã lấy xe ra chạy rồi mà cảm thấy hài lòng gật gù là cái cài thiết bị nó không có cái giá như vậy nữa đâu. Đúng rồi. Có nghĩa là ở đây là cái chiến lược thôi, mình nghĩ là cái chiến lược thôi. Mình không biết gì cả nhưng mà có cái điều, tại là sao tôi nói chưa hơi sớm là bởi vì ở cái xe đó nó đã sản xuất trong nước và người trong nước đã chạy rồi. Đúng rồi. Anh hiểu tôi nói không? Chứ nó không phải. Cho là khi mà anh nói như sớm rồi đó thì giờ lại mình nhớ lại một chuyện đó là, thì mình nghĩ là tại vì đây là lần đầu tiên một cái sản phẩm nó quá bự, một cái sản phẩm nó quá bự mà lần đầu tiên mà nó xuất hiện đâu, nó xuất hiện là ngay ở trên cái xứ chống Việt Nam, có một truyền thống chống bán Việt Nam từ năm 1975 tới bây giờ, là nó xuất hiện ở bên California, LA, Santa Ana, phố Busa TV. Ngay thủ phủ luôn. Thành thử ra khi mà nó rơi tự nhiên trên trời, nó rơi xuống cái đùng một cái, nó nằm ngay đó, cục khổng lồ 5-6 cục sắt như vậy. Tôi nghĩ chơi, là với chơi tôi với cái người mà đúng người rồi, xưa tới đúng anh nói đàm, chơi với đã xoay chơi với anh. Đó là cái lý do tại sao mà bây giờ anh biết là tôi, khi mà anh nói chuyện đó là gì, là tôi mới khoe thêm một chuyện là tại vì nó có dính somehow cái người Việt Nam mình nó cư xử quá hay, kỳ quá lắm hay. Hôm trước anh nghe nói anh order cái này rồi, bây giờ nó về rồi được không? Yeah. Thì bây giờ mình nói, anh nói mình anh ráng nói nối vô rồi. Mình muốn nối hai cái chuyện nó vô qua thế nào anh? Là tại vì trở lại cái chuyện xe VinFast anh. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên nó xuất hiện một cái sản phẩm rất là to mà rất là đẹp anh. Rất là đẹp. Đẹp tại chứ. Ai cũng nó khen to. Cả. Dạ. Thứ nhất là nó to anh. Nó to hơn cái gì ấy? Là nó to nhất từ trước giờ. Tại vì từ trước giờ mình mua cái đồ gì của Việt Nam ấy, nó rất là nhiều. Phong vô, có Phong vô, Phong Linh chơi mày. Cái live stream này mời được 4 người lận. Phong vô chơi, gửi yêu cầu cho mày. Lên, bàn chút giờ cái vụ xe với lại kia coi. Thì từ trước giờ mình mua cái đồ Việt Nam nó rất là nhỏ ấy. Những đồ nhỏ, lon sữa bò, hộp đường, hộp cá, to nhất là bao gạo anh. Cái món đồ to nhất từ trước giờ mình mua từ Việt Nam đến giờ này là cái bao gạo. Mình nói chuyện với người Việt Nam ở đây nè. Rồi. Bao gạo anh. Có nhiều khi mình mua được bao gạo của Thái Lan nhưng mà rất là khó mình mua được bao gạo từ Việt Nam anh. Cái bao gạo mà của Việt Nam mà mình mua lần cuối cùng là cái bao gạo Sóc Trăng, nó mới mua khoảng chừng 4-5 tháng trước lần đầu tiên mình mua được cái bao gạo từ Việt Nam. Nếu bây giờ là mất tiêu luôn, không có nhìn thấy đâu mà mua. Thì ý là tôi nói thế này nè. Khi mà tôi nhìn, anh nói về cái chuyện mà sớm, rồi anh nói về cái chuyện mà ngạc nhiên thì tôi nghĩ là như vậy. Tại vì đây là lần đầu tiên cái VinFast, một cái sản phẩm của Việt Nam rất to, rất đẹp và rất đắt tiền, rơi từ trên trời, rơi xuống ở dưới thủ phủ chống Việt Nam. Có một cái truyền thống chống lại cái nước Việt Nam bây giờ, người dân Việt Nam và tất cả những điều gì từ Việt Nam đến là thủ phủ chống, mình kêu là nói chung là thủ phủ chống cộng từ những người Việt Nam. Thì từ tất cả mọi người đều choáng ngợp, đều cũng như là há họng ra mà không ú ớ. Thí dụ tôi nghĩ đúng rồi. Tại vì thưa anh, tôi với tôi bây giờ này, khi mà tôi mua được cái xe đó, thì khi mà tôi đặt cọc cái xe đó này thì tôi cũng chỉ có nó đi tới như vậy, nói tới như vậy thôi. Em một hai em phải đặt một cái cọc 200, em bỏ nó 200, người ta cho em 3.000 rồi em dùng cái đó thì em làm cái gì đó. Đấy đây mà mình chỉ nhìn thế thôi chứ, nhưng mình chẳng có ai được sờ, chẳng có ai được coi, chẳng có ai được ngửi nó hay là nhìn nó cái gì cả, chỉ nói như vậy thôi. Nhưng mà quả thật là tại cái mình muốn chốt lại một câu là quả thật là khi mà
VinFast, cái xe VinFast mà nó rơi xuống ở dưới Santa Ana ở LA là trước khi cái hôm anh qua bên này nè. Ừ. Rồi có nói với anh đi xem được đấy, đấy. Thì quả thật là khi mà anh rơi xuống như vậy, mà anh giữa một cái sản phẩm to nhất, đẹp nhất từ trước đến giờ và đắt tiền nhất từ trước đến giờ rơi xuống ở đây. À, tất cả đặt những người Việt Nam mình có những cái phản ứng rất là mãnh liệt, mạnh bạo. Và với tôi đó là một điều rất là đáng tiếc này. Rất là đáng tiếc. Tại vì tôi biết là thế này nè. Cái khi mà cái sản phẩm nó qua đây á, thì tôi biết là cái thị trường họ ngắm đến không phải là thị trường của mấy ông Việt Nam. Chắc chắn là vậy. Nó khác hẳn với, như cái ông nào nói là bó rau, bó đậu. Khác hẳn với bao gạo, lọ mắm tôm. Đây là một cái sản phẩm mà tất cả người Mỹ... Nó mang tính toàn cầu, nó mang tính toàn cầu. Từ ông Mỹ trắng, toàn cầu bự quá, mình không nói, mình sống ở Mỹ, mình nói Mỹ. Từ ông Mỹ trắng đến ông Mỹ đen, đến ông Mỹ vàng, đến ông Mỹ đỏ, tất cả mọi người đều có, nếu có khả năng, sẽ được dùng. Và khi dùng thì rất là thích. Thì tại vì tôi biết một điều thế này nữa nha. Không có cái người nào mắng chiều người giỏi bằng ông Việt Nam cả. Để đồ ông coi. Cỡ nào ta cũng chơi mà. Cỡ nào ta cũng chơi mà. Mình nói đến VinFast này đi, mình nói một câu nữa cái mình ngừng rồi mình nghe anh em mình nói. Với tôi á thì tôi biết rằng là ngoại trừ tất cả những cái chuyện khác, người Việt Nam mình đây là cái dịp để chứng tỏ cái gì à? Chứng tỏ đây là cái chỗ mà người mà tất cả mọi người sẽ nhìn thấy Việt Nam có cái gì, có một cái điều rất là đặc biệt đây. Họ chiều khách hàng của họ rất là giỏi. Ok mình ngừng đây. Okay, mình ngừng đây. Ok. Thì cái kỹ mình anh nói đúng á, có nghĩa là cái xe này khi qua Mỹ nó không nhằm phục vụ cho cộng đồng người Việt, nó không phải vì, bởi vì đa số người Việt mình nói thẳng một câu như vậy, nói vấn đề tiền tài thì nói về vật chất thì người Việt mình hầu như là nghèo chứ không giàu, mà rất ít người mua xe mới anh. Đúng rồi, đúng rồi, nhiều thôi. Chỉ có tôi mua xe mới thôi. Tôi chỉ đi xe của vợ tôi thôi. Vợ tôi không xài nữa di chuyển đến tôi, con tôi không xài nữa di chuyển đến tôi anh. Đúng rồi. Anh đừng nói xa tôi nè, bé đến lớn rồi tôi mua xe mới anh, rất ít người Việt Nam mua xe mới. Mà tôi sao kỳ ngược lại ông vậy, tôi mua xe mới hoài. À thì nó không có thì đấy anh, nhưng mà mình hiểu chứ. Đại khái là vậy, có nghĩa là mình không phải là mình nói khi dễ hay cái gì cả. Khi mà cái nghiệp đoàn và xe VinFast đã qua nước Mỹ rồi, thì cái mục đích của họ là không phải nhắm vào người Việt, không phải gì Việt. Không phải, thì bởi vậy, thì người Việt chỉ là một tí teo nhỏ xíu thôi, mua là không mua không quan trọng chuyện đó, mà người ta giới thiệu cái sản phẩm đó cho những người khác, hoặc những người châu Âu, người Mỹ khác, hoặc là những người chủng tất cả mọi người đấy. Thành ra vì cái chỗ đó thì mình mới nói cái điều này, và tôi mới up lên một cái video của mấy đứa nhỏ ở Việt Nam mình mà nó đã mua xe và nó chạy thử, đứa nào lấy khen đứa đó, có tôi có đưa lên đó là nó test thử nha, đạt 100 cây số trong vòng có mấy giây anh. Ồ mà ghê quá vậy. Tôi có coi là... nhờ anh post của nó lên mà tôi có coi được, mà tôi mới thấy chứ từ nào giờ tôi mua mà tôi có biết, tôi thiệt tôi cũng chưa nhìn thấy nó chạy. Nó bùa. Nó lái mà nó sợ đụng người ta, nó còn nói hai lứa nói chuyện nhau trên thấy không? Wow, coi nó vui lắm, nó vui lắm. Ồ tôi coi này cười lắm. Tôi coi cái xe mà là ngày hôm qua mà ông bỏ vô mấy năm bao gạo. Để anh tính là tại vì cái xe đó mà tính chở 5 người mà. Thì nó chỉ có 2 người thôi, thì nó bỏ thêm 5 bao gạo phía xe đó. Cho nó đầy đủ cái trọng lượng. Rồi anh đi ra ngoài đường đấy, ban ngày mà, nhưng mà mở đèn. Tức là rồi mở máy lạnh. Là coi như là cái xe chạy hết công suất đó. Đi ngoài đường ban ngày ha. Mở máy lạnh, mở đèn. Bỏ thêm 5 bao gạo vô nó cho nó đủ. Đúng rồi, 5 người. Trọng lượng thôi. Cho nó đủ 5 người. Như vậy là tính ra là cứ một người đó là 2 bao gạo rưỡi. Tại sao một người 2 bao gạo rưỡi đấy, một người đâu có nặng dữ vậy. Nhưng mà cho về cho nó chơi hơn 5 người. Ồ 5 người, sorry 5 người. Trời 5 người, 5 bao gạo đó thì là 3 người. À. 5 bao gạo thì là 3 người. Nói như vậy thì
cái xe đó nó đã hiện thực và nó đang chạy đầy đường ở Việt Nam và rất nhiều. Đúng đó rồi. Đó là cái loại xe chạy điện thôi nha, còn có loại xe chạy xăng thì từ chờ đó. Còn ngược lại cái xe chạy xăng thì nó quá trời rồi, ở Việt Nam ai cũng mua nhiều lắm rồi. Cái gì Fendi, Fendi, Fendi gì đó lại khá là vậy. Chào Lâm Văn Hà nha. Chào anh khỏe, nhưng mà bữa nay lạnh quá. Thì nói chung là có nghĩa là cái xe xăng á thì ở Việt Nam mua rất là nhiều rồi anh, rất là nhiều đời. Nhưng mà cái xe điện này thì cũng mới cũng đã ra mắt sản phẩm ở Việt Nam và người ta đã mua và người ta đã chạy thử rồi. Tôi nói bố là rồi đó đấy. Yeah. Im re bà rè luôn, có nghĩa là như vậy thì anh... sao? Anh nói đi. Anh bây giờ anh nói đó, rồi tôi mới ngẫm lại. Mình nhìn thấy cách phản ứng của anh em mình, của những người Việt Nam á mà làm truyền thông á, mà trước khi mà cái chuyện này, khi mà cái chuyện VinFast mình thấy rất là buồn cười anh. Mình hiểu tại sao người Việt Nam mình ăn ở thế kỳ cục thật. Mình ăn ở xấu với người cố quốc. Với người cố quốc mình đã có rồi thì mình hiểu rồi, tức là mình ghét cái bà mẹ ruột của mình. Thì có là chuyện đó mình hiểu. Rồi nhưng mà tại vì mình có cái tính đó này. Thành thử ra khi mà mình ở đây đó mình cư xử rất là xấu rồi. Mình cư xử xấu đến mức độ đó mà cái đại ca Jimmy Raskin này nè. Ông này là cái ông dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ ở Maryland. Ông giáo sư đại học luật ở Harvard Constitutional. Mà bây giờ ông ra ông đã ứng cử dân biểu Hoa Kỳ, ông đắc cử ông làm việc. Thì cái kỳ vừa rồi đó, January 6, mùng 6 tháng 1 đó, năm 2021 đó, vừa rồi đó, thì là mình có kỷ niệm một năm ngày đảo chính không thành công. Thì đến ngày thì trước đó hai ngày cái đại ca này xuất bản cuốn sách là không thể nào tưởng tượng được, không thể nào nghĩ ra. Thì tôi order ngay hôm đó, thì đến ngày hôm qua nó về, thứ bảy nó về, thì tôi nhìn thấy là thì tôi dở ra, tôi cứ sờ về cuốn sách này, tôi chỉ nhìn thấy cái lá cờ này thôi. Lá cờ này nó nói ai anh? Nó nói anh, nó nói tôi. Chúng mày ăn ở với nhau mà đây là một cái sự phản bội. Phản bội một cái đất nước, ý nó muốn nói là đã cưu mang chúng mày, đại khái là vậy đi. Có bao nhiêu mà hàng triệu tấm hình nó có thể nó chọn được, mà nó chọn tấm hình này. Nó nói ai? Nó nói anh, nó nói tôi, nó nói những người Việt Nam ở đây. Chúng mày là những thằng phản bội, lừa dối và phản bội. Đây đây. Cái cách cư xử của mình nó có một cái, nó mình có cái tính đó mà. Quá tệ. Mình tính rủa xả, mình chửi bố với chửi mẹ mình quen rồi. Mình chửi đồng bào hàng xóm của mình quen rồi. Nó quen đi. Rồi như khi mình chửi Mỹ, mình chửi bới nó, mình phản bội nó, mình lừa lọc nó, mình không biết. Mình tưởng cái đó là tự nhiên mà không phải đâu. Nó có một hàng triệu triệu tấm hình nó có thể đăng ra, nó có thể dùng một chiếc cuốn sách của nó. Đây nè. Cuốn sách này tôi mới mua này. Mới mua ngày về tối thứ bảy. Nhưng mà nó chọn tấm hình này, nó chọn họ là những người chính trị gia, những người có chịu trách nhiệm với cái quốc đất nước này anh. Họ làm cái gì họ cũng hiểu, chứ không phải là họ làm vì cái chuyện mà họ thích thôi. Họ làm gì họ cũng có một cái lý do. Phải có cái lý do. Bây giờ tôi ngừng ở đây rồi, tôi để ở đây rồi, tôi nghe anh em nói về cái tấm hình này, cái lá cờ này. Rồi cách cư xử của người Việt Nam mình, đấy tôi ngừng đây. Tôi để đi. Thì cái vụ mà đó thì trong cái tòa nhà Quốc hội nó đã dấy lên và hôm nay nó đã làm cái chuyện báo đài của nước Mỹ này hầu như nó đang lên án cái bà nó lôi ông Trump ra và tất cả bộ sậu những cái chính quyền cũ đã đưa vào để mà nó làm đi ra tòa, nói chung là đưa lôi ra tòa. Thì trong đó thì có dính líu mấy ông người Việt mình. Mình cũng thấy mình làm buồn ở chỗ là họ không phải dính líu mấy ông người Việt đâu anh, dính líu cả một cái tập đoàn Việt Nam mà giờ này vẫn còn thờ phượng dưới lá cờ vàng ấy. Không phải mấy ông riêng mấy ông Việt Nam, cả một cái cộng đồng Việt Nam trong đó mà những người mà đến bây giờ đấy vẫn còn dính líu lá cờ vàng. Nó có thể chọn một triệu tấm hình khác anh, nhưng mà nó chọn tấm hình này để là nói cái gì anh? Nó nói là tất cả những cái điều gì bạn nhìn thấy ngày mùng 6 tháng 1 đó là cái sự phản bội, lừa dối và phản bội. Lừa dối nhá và phản bội. Và cái đặc tính đó là cái đặc tính của mấy cái ông này. Lừa dối và phản bội.
cái message nó, cái thông điệp nó nói ra là như vậy cả. Nhờ như vậy đó anh. Đúng rồi. Lừa dối và phản bội. Lừa dối cái gì? Lừa dối là cuộc bầu cử đã bị gian lận. Phản bội cái gì? Phản bội lại những cái điều gì mình đã tôn thờ. Ừ. Cái đặc tính này là đặc tính của cái mấy ông Việt kiều ngoài này này. Tôi rất là xấu hổ chứ có phải không? Mình chửi bố chị mẹ Việt Nam mình quen rồi, bây giờ tụi mình quen mồm mình chửi cả ba mẹ mẹ nuôi của mình. Anh nói như vậy, anh nói như vậy thì nó quá đúng rồi, thì tôi đâu còn gì đâu phải nói nữa, có nghĩa là mình cảm thấy là mình hổ thẹn. Hổ thẹn thay mà để cho một cái chính quyền của người Mỹ mà để nói về cái cộng đồng người Việt mình như vậy thì mình rất là hổ thẹn, mặc dù mình không liên quan. Nhưng mà mình là người Việt máu đỏ da vàng, họ cũng là người Việt máu đỏ da vàng, mà họ làm những cái điều sằn bậy trên đất nước họ, trên đất nước mà họ đang cư đang sinh sống, hẳn là như vậy. Thì mình cũng không biết nói gì hơn, nhưng mà anh được cuốn sách nó về thì giống như anh nói, biết bao nhiêu triệu tấm hình mà họ không chọn, mà lại họ chọn cái tấm hình này để họ viết lên cuốn sách. Cái đó là một cái thông điệp mà tất cả mọi người Việt Nam ở đây đều hiểu, chứ không phải riêng Việt. Và mình cũng cầu mong rằng là sau cái việc này xảy ra thì người Việt mình ở lên cái xứ người tại xứ Mỹ này nên nhìn lại và sống sao cho nó đúng. Và bởi vì nói như anh nói, tất cả những người nào mà còn đứng dưới cái lá cờ ngay tại thời điểm này mà vẫn coi cái lá cờ đó thì những người đó vẫn còn nằm trong cái dòng lẩn quẩn, và vẫn còn những cái lần vần lẩn quẩn không có lối thoát. Bởi vì tôi đã từng nói rồi, cái gì qua thì hãy cho qua. Chúng ta sống không sống vì quá khứ được. Cái quá khứ nó không cho cơm, nó không cho gạo, nó không cho cái gì ăn được hết trơn trời á, nó rõ ràng không? Mà phải chi cái quá khứ mà nó còn hiện thực đó thì đã là gọi là quá khứ thì nó đã chết mẹ từ lâu rồi. Đâu có chính liếu gì nó giờ đâu. À, anh ôm hận thù vào những cái chuyện không đâu vào đâu thì thật anh, cuộc đời tan nát. Nó đã tan mà nó còn nát nữa. Đó. Đúng rồi, nhớ chưa? Chứ anh bây giờ nghĩ coi, anh sống anh hoài niệm về quá khứ, rõ ràng tôi cũng giống như anh thôi, cũng ngày xưa cũng một thời chúng ta đều sống với cái lá cờ đó. Nhưng mà khi đây qua đây rồi, anh có thể cất trong túi, anh có thể cất ở trên bàn học tủ quốc cứ anh để bên thờ, ok anh làm kỷ niệm thì được. Nói một cách nôm na như vậy thì anh tất cả những tướng lĩnh và tất cả những vị nguyên thủ cũ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa của mình đang từng sống đó, à, tất cả kể cả người chết lẫn người sống. Đà, mà bây giờ những người đó có kêu bằng lãnh đạo đất nước á, nói chung mấy ông tướng bốn vùng chiến thuật rồi mấy ông và phó tổng thống với ông đó, họ đã chấp nhận cái điều đó đà hiển nhiên rồi, họ đã chấp nhận rồi, họ đã tuyên bố rồi, họ đã từng nói rồi, cái điều đó là không thể nào cãi vã, đó là lịch sử, mà đã lịch sử thì không thể nào mà sai mà sửa đổi bất cứ gì cả. Thì ông Nguyễn Văn Thiệu, ông tổng thống của tụi mình ngày xưa cũng đã từng nói rồi, họ là một chính quyền hợp pháp được Liên Hiệp Quốc công nhận. Tôi mà đi lấy vàng đi ra bên này thì tất cả mọi người mới đòi lại thôi. Người ta đã ổng đã thú nhận vậy rồi mà. Ông phó tổng thống thì nói mày có mất đức cho Tây cho Tàu gì đâu mà đi phục quốc. Hai ông, một ông trưởng một ông phó. Rồi tất cả những người mà làm lớn, ví dụ như là tư lệnh Dùng này kia, họ không bao giờ họ nói đâu. Họ hiểu được cái điều đó. Họ không bao giờ lên tiếng. Chỉ có những người mà đủ giống kiểu như cò ke lục chốt và sụn hạ đó. Nhưng mà dưới cái cùng của cái xã hội của chế độ cũ thì họ mới lên tiếng phản quốc rồi kia tùm lum tà la, họ làm đủ trò đó rồi. Thực chất những người kia họ đâu có nói gì đâu anh, cái hẳn là vậy. Họ biết. Và cái hôm qua kia cách đây cũng khoảng tuần rồi tôi mới bốt lên cái lời của ông Nguyễn Thiệu nói đó. Nguyễn Thiệu nói là họ bỏ chúng ta và lý do tại sao bị đua là đô lệ về tiền đó ráng đô lệ vì họ không viện trợ này các cái đùm lum tà la, rõ ràng họ đã thú nhận tất cả rồi. Mà những người là những người tổng thâm mưu tưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa chứ không phải kiểu như tôi với ông. Rồi bây giờ hãy nói ra cái mấy ông kia rượu mấy thằng đó phản quốc, mấy thằng đó bưng bô, mấy thằng kia, tôi nói thiệt với anh đó nha, rượu ngày xưa lạng hoạn mà đứng trước mặt dám nói câu đó không, rượu nó bắt gặp tướng cao bồi rượu là quỷ cầu kỳ rượu mấy mày giỡn mặt mày múc xuống bột liều bây giờ giỡn chuyện đợi. Cái là khi người ta chỉ đợi nó chỉ đợi ông mất rồi hoặc là chết rồi không có biện trả lời, bắt đầu nó ngồi nó chửi thôi, cho thực chất đâu có làm được mẹ gì, nó thẳng là vậy, nó thẳng là anh như vậy khổ vậy. Rồi anh nghe anh nói rồi mình mới kéo tôi mang tới đằng trước một chút xíu nữa.
Không, tại vì cái chuyện của bên ông Vũ Hoàng Lân thì thực ra mình mới mở ra mình coi ra coi có nó có chuyện gì, rồi thấy mấy anh em mình của mình ấy, mấy nhỏ nhỏ mấy người không biết là bây giờ đi cũng lụng khủng quá rồi mà cứ bây giờ lại trở lại thêm cái chuyện tượng đài Quảng Trị này, mà tôi không biết là khi mà tôi nghe anh nói cái chuyện, khi mà anh tôi nghe anh nói cái chữ tan nát thì tôi mới hiểu là nó tan, nó thì nó tan, nhưng mà mình muốn làm cho nó nát ra đó là mình phải làm vô thì nó mới nát ra. Mình phải lấy cái gì, mình chày xé nó, mình chùi nó đi, mình lấy cục đá mình chùi qua chùi lại cho nó nát ra, mình lấy cái chày ấy, mình đi qua đi lăn qua lăn lại cho nó nát ra thì nó mới nát được. Anh nghĩ còn anh coi khi mà nó tan ra là nó chỉ tan thôi chứ nó cũng nát. Anh nghĩ anh coi của mấy ông mà mấy ông tượng đài Quảng Trị, Quảng Trị này Quảng Trị kia là nó làm cho nó nát ra. Mình yêu cái gì đó, mình thương cái gì đó là mình bây giờ có nói chuyện lá cờ, quay lại lá cờ một chút đó. Mình cứ thương, mình cứ kính, mình cứ thương cái lá cờ đó. Đúng mình rồi. Trọng lá cờ đó, mình để trong miếu, trong đền, trong nhà, trên chính bàn xác. Thờ, bàn thánh của mình. Chính xác. Chứ mình không có phải mà mình thôi bây giờ mình ngừng đây. Chuyện thứ gì đó. Cái chuyện bây giờ mình ngừng đây mình. À, cái thứ gì là cái chuyện mà tôi muốn nói sơ sơ qua chút xíu vấn đề coi gì chiến thắng của thành Quảng Trị. Tôi nói cho anh nghe cái điều này. Mấy ông này không biết ông nghĩ như thế nào. Tôi thì lính dùng 3, ở bên Quảng Trị là như dùng 1, rõ ràng. Nhưng mà tôi nói cho nghe, thường thường trên thế giới này người ta kỷ niệm, người ta chiến thắng hoặc là cái gì đó để người ta chiến thắng thì người ta mới làm lễ kỷ niệm hoặc là người ta muốn vinh quang. Chẳng hạn như là ở Pháp có Khải Hoàn Môn, những cái chiến trận chiến thắng thì người ta mới lưu danh mương thỏa. Còn cái này thua chết mẹ chạy xúc quần và ông coi là đi kỷ niệm sao trời. Bây giờ hỏi một câu giờ, ông kỷ niệm cái cổ thành Quảng Trị mà cổ thành Quảng Trị làm gì có ở nước Mỹ. Nó nằm ở Việt Nam á. Mà nếu mà chiến thắng của thành Quảng Trị thì làm sao mà anh chạy qua đây mà của thành Quảng Trị nó nằm ở đâu? Làm gì nếu anh chiến thắng là anh ở đâu?